Từng vòng xe lăng trên con đường đầy buồn mơ, giọt nước mắt con nào đâu biết được, nỗi nhọc nhằn cha ấp ôm con. Con nhớ năm xưa một lần cha hôn con, nụ hôn xưa con nào đâu biết được, tình cha cho con như ánh mặt trời. Ôm vào lòng nụ hôn của cha. Rồi giờ đây trên con đường xưa, một mình con lang thang trong cơn mưa chiều, từng hạt mưa rơi con nghe lòng đau nhói, nụ hôn khi xưa theo cha xa rồi. Giật mình trong đêm con ngỡ ngàng thức giấc, chợt nhận ra cha xa từ đây. Trong nhà thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thầy đã nói với anh em rồi. Vì thầy đi dọn chỗ cho anh em, nếu thầy... Thầy xóa khi tô mời khen xóa. Này Chúa, con xin tán dương Ngài, vì chính Ngài đã thương cứu vợ. Tội thiên, theo hoa mầm tâm tự trốn cao vời.
các vị đại biểu đại diện cho cơ quan đoàn thể nơi con cháu cụ đang sống và công tác. Thưa các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia, thân gia, họ hàng nội ngoại cùng quý khách và gia đình càng yếu. Về dự lễ tang Đỗ Quang Diệu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam sắp thành lập, đại diện cho Đảng lãnh đạo thôn Đình Đạc, có cơ quan đoàn thể, đoàn chống kiến nước ngoại, đoàn kim nhạc sứ Kim Châu, tỉnh Thái Bình, cùng các cụ, các ông, các bà và quý khách thập phương. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn chống kiến nước ngoại nhận được tin cụ Đỗ Quang Diệu về vui lơi nước Chúa đến dâng hương tiễn biệt cụ. Xin mời đoàn. Đoàn kim nhạc xứ Cam Châu, tỉnh Thái Bình được tin cụ Đỗ Quang Diệu về vui lơi nước Chúa đã về phục vụ lễ tang lên dâng hương tiễn biệt cụ. Xin mời đoàn. Ông Hoàng Văn Kha, Bí thư chi bộ, đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Tỉnh Nạc lên dâng hương tiễn biệt cụ. Xin mời. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Trinh, đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Đoàn Lập lên dâng hương tiễn biệt và đọc lời điếu. Xin mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, các đại biểu đại diện các tổ chức và chức sắc giáo hội, các vị đại diện các cơ quan đơn vị trường học, hội hiệp có mối quan hệ với gia tăng, thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh chị em trong làng ngoài xã, khách xa bạn gần cùng thân bằng cố hữu, vì nghĩa cử đã về đây hội tụ dự lễ tang cụ Đỗ Văn Diệu. Kính thưa thân quyến, cụ Đỗ Văn Diệu sinh năm 1910, quê quán thôn Tỉnh Nạc, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Cụ là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Trong mấy ngày qua, khí hậu thời tiết thay đổi không thích ứng với sức khỏe của cụ, làm cho cụ mệt mỏi phải nằm trên giường bệnh tại nhà. Mặc dù đã có thầy hay thuốc tốt để chữa trị cho cụ, nhưng không được. Cụ đã tạ thế lúc 12 giờ 30
ngày 29 tháng 1 năm 2010, cụ hưởng đại thọ 100 tuổi. Từ nhỏ, cụ Đỗ Văn Diệu sống trong một gia đình nông dân công giáo nghèo, lương thiện. Cụ vẫn ấp ủ một khát vọng đất nước có được độc lập tự do. Khát vọng chính đáng của cụ đã được báo đáp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, cách mạng tháng 8 thành công đã cứu sinh cho nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị áp bức. Ngay sau đó, các phong trào tập hợp quần chúng vào các tổ chức yêu nước ở địa phương ra đời. Cụ Đỗ Văn Diệu sớm giác ngộ, cụ đã tự nguyện xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, Đội Tự vệ Cứu Quốc, Dân quân Vinh Kích địa phương. Chưa được bao lâu, thực dân Pháp phản bội Hiệp Quốc, quay trở lại gây chiến để hòng cướp nước ta một lần nữa. Từ đó, nhân dân ta phải bắt tay và làm cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Quê hương ta đây đã trở thành vùng địch chiếm đóng. Cụ Đỗ Văn Diệu, người thanh niên công giáo, hiếu đạo yêu nước lúc đó, không ngại gian khó, không sợ hiểm nguy, cụ đã tham gia vào các phương vị công tác, cán bộ thôn đội, tiểu đội, trung đội du kích, cụ trực tiếp làm các nhiệm vụ tiêu thổ kháng chiến, phá đường các cụ để ngăn cản bước tiến quân thù, đi rào các làng kháng chiến, tuần tra canh gác, chống địch càn quét để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Giai đoạn cách mạng chuyển bước, miền Bắc khôi phục kinh tế, sản gắn với thương chiến tranh, cụ đã mang sức mình ra khai phá những mảnh đất hoang vu cỏ dại để làm ra những vựa thóc vàng, góp phần chống đói, chống rét cho hậu quả chiến tranh để lại. Cách mạng tiếp bước cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ba ngọn cờ hồng ở địa phương được xây dựng. Cụ đã tự nguyện đưa ruộng đất trong bò nông cụ vào xây dựng hợp tác xã. Cụ Đỗ Văn Diệu có bề dày kinh nghiệm nhà nông, lại có uy tín, được bà con trong hợp tác xã tin cậy, bầu cụ vào ban quản trị, ban kiểm soát, ban chỉ huy đội sản xuất hiệu quả. Cụ đã tận tâm mang hết sức mình xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ với cán bộ xã viên trong hợp tác xã, từng bước đã đưa hợp tác xã vượt khó đi lên, bảo đảm thu nhập, nâng cao đời sống. Cụ ở hiền thật may, Bác Hồ ra lời kêu gọi không để đất hoang, tất đất tất vàng, mọi người mọi nhà hãy tận dụng đất trong ngầu vườn để trồng cây nấy củ, trồng cây nấy quả, trồng cây nấy gỗ, để cải thiện đời sống, cải thiện ăn ở. Cụ Đỗ Văn Diệu đã nghe và làm theo lời Bác. Cụ trồng trên dưới 10 gốc đậu trong vườn. Sau một thời gian, cụ đào rỡ thu hoạch, trong đó có một gốc đã cho cụ một củ đậu có trọng lượng 23 kg. Đây là một củ vật quý hiếm. Xã huyện và thành phố đã báo cáo lên Trung ương. Trung ương quyết định đón rước củ đậu của cụ Diệu lên tặng Bác Hồ. Bác Hồ vui mừng, ân cần viết thư động viên khen ngợi cụ. Trong thư của Bác Hồ có đoạn viết: đây là một vật báu do công sức của cụ làm ra. Cụ đã dành tặng tôi xin đặt và tôi xin tặng lại cụ một huy hiệu Hồ Chí Minh và 4 mét vải do đồng bào Tây Nguyên tặng tôi. Tôi xin tặng lại cụ để làm vật kỷ niệm. Đem liên tưởng đây là vận hội của cụ đối với Bác Hồ. Dù là ai có dụng ý mấy, trồng và chăm sóc đến mức nào, khó có thể được củ đậu lớn như vậy. Cụ Đỗ Văn Diệu, một thời lúc cụ còn khỏe, cụ làm nghề y học cổ truyền,
cụ không mở cửa hàng cửa hiệu lớn mà cụ cắt bốc thuốc tại nhà. Cụ toan tính bỏ công sức ra để trồng cây dược liệu, đi khai thác tìm kiếm cây thuốc ở vòng vườn, ở bờ đê bãi sú. Cụ đưa về sao chế, giá thuốc của cụ rẻ, ít tiền mà khỏi bệnh. Nó thích hợp với các căn bệnh của nhà nghèo. Cụ thực sự là lương nghi như từ mẫu. Cụ rất thương người khó. Cụ bắt mạch bốc thuốc, bệnh nhân có tiền đến đâu, cả đến đó. Người khốn khó, cụ lấy một phần. Có những người khó khăn đặc biệt, cụ cho hẳn. Bệnh nhân xa cũng như gần, có lòng đến với cụ, cụ đón tiếp nhiệt tình, khỏi cạnh kẽ đầu đuôi của căn bệnh. Khi ra về, cụ dặn dò kỹ lưỡng, việc chiên xem. Ai đã có một lần đến với cụ là có những ấn tượng kỷ niệm khó quên. Cụ có một đức tính và phong cách sống giản dị trung thực, dù già hay trẻ cụ đều tôn trọng. Quen hay lạ đến với cụ đều tay bắt mặt mừng. Lối sống của cụ là sống thân thiện, kết bạn tốt với mọi người mọi nhà. Cụ xứng đáng là một công dân tốt, sống tốt đời đẹp đạo. Cụ là cây cao bóng cả, cụ đã làm hết thảy mọi việc để che mát cho nhiều thế hệ con cháu mai sau. Cụ sống trọn nghĩa phu thê, trọn tình phụ tử. Cụ trường sinh và tròn một thế kỷ, cụ đã cống hiến sức lực cho đất nước và gia đình, nên cụ đã được nhà nước tặng thưởng một huy chương kháng chiến hạng nhất, một kỷ niệm chương người hoạt động cách mạng bị bắt bị tù, một huy hiệu Hồ Chí Minh và nhiều bằng giấy khen khác. Cụ Đỗ Văn Hiệu kính mến, con cháu họ tộc thiết tha mong cụ được sống để được báo đáp công sinh thành nuôi dưỡng của cụ. Nhưng đây là quy luật tạo hóa, có sinh có tử, không thể khác được. Ở tuổi thọ 100 rất là hiếm, ở trong xã chỉ có một hoặc hai, không có hơn. Tuổi thọ của cụ ra đi đã thật mãn nguyện. Từ khi cụ nằm xuống, mọi nghi lễ đã được thực hiện trịnh trọng. Đến giờ này phải nói lời vĩnh biệt với cụ, chúc cụ về nơi yên nghỉ trong cõi ngàn thu. Thay mặt ban tang lễ và gia đình xin chân thành cảm ơn ông. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình nhà Hiếu lên có lời cảm tạ. Các vị đại biểu đại diện cho đảng và chính quyền địa phương, kính thưa các vị đại biểu, các cơ quan, các đoàn thể trong xã và lập và cũng là huyện thế này. Khi cụ Đỗ Văn Hiệu chúng tôi 20 về già được sự quan tâm của các đồng chí chính quyền đảng và chính quyền địa phương, đến gia đình chúng tôi tổ chức buổi tang lễ cùng với gia đình. Với anh em chúng tôi không biết nói gì, chúng tôi xin có lời cảm tạ lớn nhất là đảng và chính quyền, tất cả các đoàn thể, các cơ quan và các đồng các ban hội chống họ chèn của các cơ nơi. Thì tôi nói cũng được nhớ lắm, thể xin cảm ơn các cụ. Và đồng thời chúng tôi sẽ thay mặt cho gia đình cảm ơn các đại biểu không vì điều kiện xa xôi mà đã đến gia đình chúng tôi, rất nhất là nguyễn ông tôi, sau đó là chia buồn với gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Sau khi đưa ông tôi ra nhà thờ để làm lễ, con cắt đức cha về làm lễ, sau khi làm lễ xong đưa ông tôi ra mò mùa yên mà hấm, chúng tôi thay mặt cho gia đình xin mời tất cả các đại biểu, tất cả các hội chống hội kèn và toàn thể anh chị em trong gia tộc và họ hàng gần xa, bạn bè thân bằng cố hữu với gia đình chúng tôi, mời về chưa về để chơi bữa cơm để mừng, tất cả mừng thọ cùng tôi, và đồng thời cũng là chia buồn cho gia đình chúng tôi cùng tôi về nơi thiên đổ như thế đó. Kính thưa cụ
vong hồn cụ Đỗ Quang Diệu. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lãnh đạo thôn tỉnh nàng, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan nơi con cháu cụ đang sống và công tác, đoàn trống, đoàn kim nhạc, các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia, thân gia, họ hàng nội ngoại, quý khách và dân làng và tam quyến. Cụ Đỗ Quang Diệu sinh năm 1910 tại thôn Tỉnh Nàng, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cuộc đời của cụ sinh ra và lớn lên phải chịu đựng lúc đất nước dần phải trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đương thời khi đất nước có chiến tranh, cụ đã xung phong tham gia du kích đánh Pháp. Cụ đã được nhà nước ghi nhận công lao, tặng cụ huy chương kháng chiến hạng nhất, kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị tù đày và huy hiệu của Bác. Qua thời kỳ chống Pháp, cụ tích cực tham gia công tác địa phương và vận động con cháu tích cực sản xuất, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cụ đã có quà dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và được người gửi quà tặng. Đến nay do tuổi cao sức yếu, tuy đã được con cháu và gia đình cùng y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cụ không qua khỏi. Cụ đã tà thế lúc 12 giờ 40 phút ngày 29 tháng 1 năm 2010, tức ngày 15 tháng 12 âm lịch. Cụ hưởng thọ 100 tuổi. Thưa quý vị đại biểu, được tin cụ mất, lãnh đạo địa phương và gia đình đã long trọng tổ chức lễ tang cho cụ, đã có đoàn trống sứ Tiên Đôi, đoàn kim nhạc và nhạc hiếu và 250 lượt người đại diện cho các đoàn thể, cơ quan, các gia đình thông gia, thân gia, họ hàng nội ngoại, con cháu đã về viếng cụ. Kính thưa cụ Đỗ Quang Diệu, thưa quý vị đại biểu cùng quý khách, cụ Đỗ Quang Diệu mất đi là tổn thất vô cùng lớn lao cho gia đình và dòng tộc. Các em cụ mất đi người anh thân thương.